Chào mừng toàn thể cô chú anh chị các bạn đã đến với shop lan rừng Hoàng Nhung tại Hải Dương. Em là Nhung, bán form lan rừng tại Hải Dương. Hôm nay là phiên ngày 15 tháng 3 năm 2019. Chúc các bác có một ngày mới làm việc hiệu quả và gặt hái được nhiều thành công trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Số điện thoại liên hệ đặt hàng của cơ sở em là 0393 998895. Địa chỉ là số nhà 143 đường Ích Kiêu, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương ạ. Ở phiên ngày hôm nay thì nhà em cập bến khá là nhiều mặt hàng, đa số là hàng cây giống và hàng kg cũng rất là nhiều. Thì không để các bạn đợi chờ lâu thì sau đây thì em xin đi qua những sản phẩm trong ngày hôm nay nhà em có nhé. Thì em trước tiên em vẫn muốn giới thiệu mọi người đó chính là cái bộ ba sản phẩm mà đang được sử dụng rất là nhiều trên thị trường. Đó chính là cái bộ nấm Chico de Ma, phân bón lá Pseudomonas dạng hộp 1 cân này, và thứ hai là cái chai dịch chuối này. Sản phẩm này thì đang được bên anh Nguyễn Quốc Tư đã thử nghiệm và đạt được cái hiệu quả rất là cao trong việc chăm sóc cây trồng. Thì bộ ba sản phẩm này thì em bán là 120.000 là một lọ nấm này. Nọ phân bón thì là 130.000 và dịch chuối là 40.000. Bộ ba này có giá là 290.000. Các bác đặt hàng thì em có thể ship qua đường bưu điện và ship chậm cho các bác để đỡ tốn tiền cước nhé. Ngoài thị trường thì giá thành của lọ nấm này với cả cái lọ phân bón lá thì có thể rơi đến 150.000 và 160.000. Thì các bác cứ tham khảo ạ. Ngoài ra thì nhà em một số các chế phẩm thuốc khác như là B1 Hùng Nguyễn. B1 em bán là 20.000 đồng một chai, Hùng Nguyễn là 20.000 đồng một lọ. Có Bencola này, keo liền sẹo Mỹ Tiến là 30.000, keo liền sẹo Mỹ là 50.000 này. Ngoài ra bọn bán cả phân dê túi lưới rồi phân chì tán chậm cho các bác nhé. Và sau đây thì em xin đi qua những mặt hàng trong phiên ngày hôm nay nhà em có rất là nhiều mặt hàng, thì mong các bác là theo dõi và đặt hàng. Đấy ạ. Mặt hàng đầu tiên em vẫn giới thiệu mọi người đó chính là đai châu giống ạ. Hôm nay thì nhà em lại về một lô đai châu giống nữa. Đai châu Thái hàng giống nhá. Loại này thì được các bác săn đón rất là nhiều, bởi mùa này thì cũng đang là mùa ghép của cây là một, và thứ hai là cái dòng đai châu cũng là cái dòng mà khá là dễ trồng và dễ thuần. Hoa của nó phải cũng rất là đẹp luôn. Lô hôm nay là về thì đa số là hàng cây lá ngắn như vậy này. Các bác để ý giúp em này, những cái hàng cây lá ngắn thì bao giờ cái cây của nó, cái tạng cây của nó cũng không thể nào to được bằng những cái cây lá dài. Nếu mà mình so sánh giữa cây lá dài cây ngắn thì nó sẽ không thể to được. Em ướm lên bàn tay của mình này, đấy thì nó chỉ nhỏ như vậy thôi. Vì đây là đai châu Thái hàng giống. Hàng giống, một cốc em bán là 32.000 đồng một cây, 32.000 đồng một cây. Hôm nay là đa số là lá ngắn và mít này. Bác nào lấy từ 10 cốc trở lên thì em để giá là 30.000 nhá. Hiện tại thì cũng có 5-6 màu, tuy nhiên nhà vườn thì đang để lẫn lộn như vậy rồi. Thì em cũng sẽ nhặt xô cho các bác thôi. Đấy, hàng mới về rất là đẹp. Hôm nay chỉ về 500 cây thôi. Không biết là có đủ trả đơn cho các bác không? Đai châu Thái, hàng giống. Và tiếp theo em giới thiệu mọi người tiếp theo đó chính là Cattleya. Một mặt hàng thì rất là được bán chạy thời điểm hiện tại. Bởi vì cái màu hoa, cái hoa của nó thì rất là đa dạng. Và thứ hai là hoa phải nói rất là đẹp luôn. Hôm vừa rồi thì em về cái lô hàng giống, tuy nhiên thì cây đợt này sẽ về là cái lô cây hàng chung hơn. Chung hơn để cho các bác có thể so sánh với cây lô hôm trước, thì em có thể ướm thử hai cái cây, cây hàng giống và cây hàng chung, thì để các bác xem này. Đấy, các bác so sánh này. Đây là lô hàng giống nhà em này. Lô hàng giống hôm vừa rồi em bán 45.000 đồng một cây. Cây nhỏ như vậy thôi. Còn đây hôm nay về cái lô cây hàng chung nhá. Để ướm lên cái bàn tay của em thì các bác để ý là nó đã to như vậy như thế nào rồi. Hôm nay tranh giành mãi thì cũng chỉ được 180 cây thôi. Lấy về cũng chỉ được 180 cây hàng chung đấy thôi. Bởi vì cũng không có hàng luôn. Nhà vườn họ không có hàng luôn đấy. Nếu mà so sánh hai cây này thì phải nói là khác nhau rất là nhiều. Và thứ hai là có thể năm tới là mình có thể cho ra hoa bói rồi nhá. Đối với dòng cắt chung lô đợt này này đấy, có thể cho năm hoa bói rồi. Hiện tại thì đang lẫn lộn với nhau, đang lẫn lộn với nhau. Tuy nhiên là mình có thể phân biệt qua cái lá của nó này. Có những cây thì lá nó dài như vậy, có những cây thì lá nó tròn, nó bầu à. Đấy, thì mình có thể phân biệt hoa qua những cái lá này của nó. Thì các bác đặt hàng thì em có thể ví dụ đặt 3-4 bầu thì em sẽ nhặt cho những cái lá nó khác nhau, thì để mình dễ phân biệt này. Dòng cát chung này, cát chung này em bán là 60.000 một bầu nhé, 60.000 một bầu. Nói chung là khá là to hơn so với cái dòng 45.000 hôm vừa rồi. Đấy, lô này em chỉ lấy được có 180 cây thôi. Không có hàng luôn đấy ạ. 180 cây, 60.000 đồng một bầu ạ. Đấy, cây hàng chung nhá, rất là nhiều dạ hành. Cát thì có một cái đặc điểm là khi đến độ tuổi trưởng thành đấy, mình có thể tách cái bầu ra và trồng ra những cái chậu, chậu tách riêng ra, thì nó sẽ phát triển mạnh và nhanh hơn ạ. Đây ạ,
Chỉ có 180 bầu nhá. Hôm nay về số lượng rất là ít. 60.000 đồng một cây. Đấy. Phải nói là so sánh giữa cái hai cây vừa rồi, lô này em lấy thì nói chung là cái nhìn nó rất là đẹp luôn. Không phải chê một chút nào, cây đã cứng cáp hơn rất là nhiều rồi. Cây cứng cáp hơn rất là nhiều rồi nhá. Ngoài ra thì em cũng có những chậu cắt chung là 110.000 một chậu này. Loại này thì chắc chắn năm tới là có hoa luôn rồi. Năm tới là có hoa luôn. Và thứ hai là đang cái tốc độ đẻ nhánh rất là nhiều luôn. Số lượng còn rất là ít thôi ạ. Đấy, 110.000 đồng một chậu. Cát chung nhá. À, ngoài ra, tiếp theo đó chính là đen rô xuân. Hôm nay thì nhà em cập bến cái mặt hàng cũng chẳng gọi là mới. Tuy nhiên thì cái đen rô xuân này được các bác cuối năm vừa rồi ưa chuộng rất là nhiều. Đây, một bầu của nó như vậy này. Đấy, rất là nhiều nhánh. Đen rô xuân thì thuộc cái dòng mà nó phải nói cái tốc độ nó phát triển và nó đẻ nhánh rất là nhanh luôn. Rất là nhanh và nhiều. Các bác để những cái thân ghi nó đang mọc phi rất là nhiều này. Thời điểm gần Tết khi mà đen rô xuân này có hoa thì nó thành nó phải lên đến 180-200.000 một bầu. Tuy nhiên thì hàng bây giờ thì hết hoa rồi và em lấy để cho mọi người làm giống này. Một bầu như vậy em để giá là 110.000 đồng một bầu. 110.000 đồng. Chỉ 110.000 đồng thôi nhá các bác nhá. Đấy. Hôm nay chỉ về 30 chậu thôi này. Đấy, 30 chậu đen rô xuân. Đấy, hoa của nó rất là đẹp luôn. Mặt hàng tiếp theo đó chính là Hoàng nhạn tháng 8 Thái đấy ạ. Hoàng nhạn phải nói là bây giờ thời điểm hiện tại thì đang rất là sốt trên thị trường. Và cái hoàng nhạn Thái này, hoa của nó rất là thơm. Các bác biết rồi đấy, bên Thái người ta cũng có những, họ lai ra những cái dòng cây. Họ trồng những cái dòng cây phải nói là rất là thơm và đẹp luôn. Và trong đó hoàng nhạn cũng là một phần ở trong đó đấy. Cây cốc hoàng nhạn, đây là cốc hoàng nhạn giống nhá. Hoàng nhạn giống thì cây nó chỉ nhỏ như vậy thôi. Đấy, nhìn nó cũng không khác gì cái cây đai châu giống. Tuy nhiên là cái lá của nó mình sẽ sờ, mình sẽ phân biệt được rất là rõ này. Hoàng nhạn Thái, cây này cũng lá ngắn nhá. Hàng lá ngắn rất là đẹp này. Em bán là 45.000 một bầu. 45.000 một bầu hoàng nhạn Thái. Hôm nay chỉ về số lượng rất là ít thôi. Có những cây đôi như vậy này thì em cũng không đảm bảo trong đây thì có nhiều cây đôi như vậy đâu. Em cũng sẽ nhặt solo cho các bác nhá. Nên là khi bác đặt hàng thì các bác vui lòng là ở đặt số lượng thì em sẽ nhặt cho các bác. Đấy. Có những cây đôi thì nó sẽ hơi nhỏ hơn một chút. 45.000 đồng một bầu hoàng nhạn. Phải nói là hoa hoàng nhạn rất là thơm luôn. Thơm và vòi hoa của nó rất là dài. Em còn một ít hàng cát giống này. Vì hôm nay em nhập thêm cái lô hàng cát chung kia. Nó lớn hơn cái cát giống này. Thì em để cái bầu này giờ 40.000 đồng một bầu nhé. 40.000 đồng một bầu cát giống này. Đấy. Số lượng còn rất là ít thôi. Chắc chỉ tầm khoảng gần 20 chậu nữa thôi. Đấy. Và tiếp theo em vẫn có đó chính là giả hạc Pháp. Giả hạc Pháp em bán là 55.000 đồng một cốc. 55.000 đồng một cốc. Chiều dài thì khoảng từ 10 đến 15 sen. Chắc là khoảng hơn 10 sen. Đấy. Hàng rất là đẹp nhé. 45.000 đồng một cốc. Giả hạc Pháp hàng giống. Tết vừa rồi thì nói thật là những cái dòng giả hạc Pháp này mà đang nụ hoa thì cái giá trị của nó rất là cao. Và đầu năm thì các bác nên ghép những cái hàng giống này. Nó vừa với túi tiền của mình hơn. Mà mình chăm sóc thì chính ra những cái hàng giống mình chăm sóc mình cũng vẫn thích hơn. Mặt hàng tiếp theo đó chính là hồ điệp ạ. Hôm nay thì em lấy một chút hồ điệp giống. Hồ điệp giống thì hiện tại là đây có chia làm 5 màu. 1, 2, 3, 4, 5 màu. Đây là cốc loại 1.7 nhá. 1.7 ạ, hồ điệp giống này. Em bán là 30.000 đồng một bầu. 30.000 đồng một bầu. 30.000 đồng một bầu hồ điệp. Đấy. Hôm nay về số lượng ít thôi ạ. Để cho các bác sưu tầm thôi vì các bác hỏi hồ điệp nhiều quá. Hàng giống này. 30.000 đồng một bầu nhé. Mặt hàng tiếp theo đó chính là chớp Mỹ Lai 5 cánh trắng họng hồng. Đấy, mặt hàng này phải nói là rất là đang là hot vừa rồi. Về thì ủng hộ rất là nhiều, các bác ủng hộ rất là nhiều và cũng đã cháy hàng thì hôm nay mới về một cái lô mới tiếp theo. Và trước khi gửi cho các bác xem giới thiệu cái mặt hàng này, em cho các bác xem cái mặt bông của chớp Mỹ Lai 5 cánh trắng họng hồng nhé. Dạ đây ạ, đây là mặt bông của chớp Mỹ Lai 5 cánh trắng họng hồng này. Bên trái là 5 cánh trắng họng hồng và bên phải là chớp Mỹ Lai. Đây là cây lai giữa hai cây bố mẹ là 5 cánh trắng họng hồng và chớp Mỹ Lai. Đây ở cây con này thì đều được lai tạo từ hai cái dòng cây mà phải nói là rất là đang rất hot trên thị trường. Loại cây giống này thì nó cũng khá là nhỏ. Ôi chết, nó bị bong ra khỏi cái bầu rồi. Đấy, không vấn đề gì nhá. Đây là hàng cây giống này. Đấy.
hàng cây giống chớp Mỹ Lai. Một chậu thì có thể từ 2 đến 3 thân. Cũng có cây nếu mà cây nó giống nó chỉ bé như vậy thôi. Để cho các bác xem cây giống nhé. Hôm nay về cũng khá là nhiều, khoảng hơn 200 gốc cơ. Nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa bóc hết ra. Đấy, đây là hàng mầm mẫu thôi nhé. Em bán là 70.000 đồng một cốc, chớp Mỹ Lai 5 cánh trắng ạ. Một chậu thì khá là nhiều thân, tuy nhiên là cây nó hạ cây giống thì nó cũng khá là bé thôi. Đấy. Nhá các bác nhá, 70.000 đồng một cốc chớp Mỹ Lai. Và loại cây thứ hai em giới thiệu mọi người đó chính là châu Như Lai. Châu Như Lai. Đây là dòng này đã được lai từ một cây châu Như và cây thứ hai đó chính là cây giả hạc Hawaii trắng. Thì để em cho mọi người xem cái mặt bông của hai cây mẹ nhá, rất là đẹp luôn. Đây là mặt bông của cây châu Như này. Lưỡi bẹt rất là đẹp này. Và đây là cây Hawaii trắng. Đây là dòng lai tạo giữa hai cây mẹ là châu Như và Hawaii trắng ạ. Thì người ta gọi là châu Như Lai. Em bán là 55.000 một bầu nhé. 55.000 một bầu. Đấy. Vì là cây giống thì cây nó cũng nhỏ như vậy thôi. Đấy. Có những bầu thì nó hai thân. Đấy. Nói chung tỷ lệ nó không có nhiều đâu. Tỷ lệ nó không có nhiều. Nên em nói qua là như thế. Hiện tại về thì em vẫn chưa bóc hết, mới bóc được có từng vậy thôi. Đây ạ, hàng về rất là nhiều, bây giờ vẫn đang chưa bóc hết. Nên các bác cứ đặt hàng nhé, hôm nay về số lượng mỗi loại cũng phải hơn 200 chậu cơ ạ, 200 cốc. Và mặt hàng cây giống thứ ba em giới thiệu mọi người đó chính là Thiên Nga. Thiên Nga, một mặt hàng phải nói là được mọi người phải hỏi rất là nhiều trong thời gian gần đây. Thiên Nga, nếu mà so với vũ nữ hoặc hoàng hậu thì cái hoa Thiên Nga thì bao giờ nó cũng đặc sắc hơn cả. Để em cho mọi người xem cái mặt bông của Thiên Nga nhé. Hôm nay về rất là nhiều cây giống Thiên Nga này. Hiện tại thì chia làm 4 màu. Chia làm 4 màu Thiên Nga. Thiên Nga thì có những màu như sau. Đây ạ, Thiên Nga có màu nâu này, màu đỏ này, màu xanh và Thiên Nga đen. Đấy. Đây ạ, có 4 màu như vậy. Thì dòng Thiên Nga này em bán là 90.000 đồng một bầu. Đấy. Tùy từng màu thì có những cái cây nó sẽ lá nó sẽ dài hơn. Ví dụ như là Thiên Nga màu, đây là Thiên Nga màu xanh này, hay là màu nâu đây nhỉ. Và đây là Thiên Nga màu đỏ này. Đấy. Độ cây thì nó tuổi nó như nhau, nhưng tuy nhiên thì cũng có một số cây thì nó sẽ lá nó sẽ lớn hơn một chút. Đấy, em bán là 90.000 đồng một bầu nhé. Thiên Nga có 4 màu ạ. Hàng này vừa rồi thì rất là hot, hôm nay thì mới về được có 100 cốc thôi ạ, 100 cốc cho các bác sưu tầm thôi. Đấy, Thiên Nga, dòng Thiên Nga so với dòng hai cây hoàng hậu và vũ nữ thì Thiên Nga luôn được ưa chuộng hơn cả. Sau đây thì em xin phép là đi qua những cái hàng cây, hàng kg trong phiên ngày hôm nay ạ, khá là nhiều mặt hàng. Từ nãy giờ nói khá là nhiều. Đây ạ, hôm nay thì về rất là nhiều mặt hàng luôn. Trước tiên thì em vẫn đi qua những cái dòng hàng hài nhà em nhé. Hôm nay thì phải nói là rất là nhiều hàng hài cập bến. Hài đầu tiên đó chính là hài Henry này, hài Henry. Hàng vừa mới về nhé. Nói thật là về tùy từng lô thôi. Các bác để ý giúp em này. Về tùy từng lô nên có những lô mà cây nó sẽ lớn hơn, có những lô thì cây nó cũng nhỏ, nó vừa thôi. Còn phải nói là hôm nay Henry về cây khá là lớn này. Nếu mà nói là có rề thì Henry cũng thuộc diện dòng cây là không có rề nhiều. Tuy nhiên là cây hôm nay về là lô cây lớn này. Cái mặt bông của Henry thì bây giờ em sẽ cho mọi người xem mặt bông của Henry nhé. Hài Henry ạ. Dạ, đây là cái mặt bông của hoa hài Henry này. Phải nói là rất là đặc sắc này. Phải nói là rất là đẹp luôn. Vậy nên là so với các loại hài giá thành Henry bao giờ cũng cả cao hơn so với cái mặt bằng chung các hoài khác nhé. Em bán là 250.000 đồng một cân. Hàng mưa mới về nên để nó hơi lộn xộn một chút. Cây Henry hôm nay thì khá là lớn này. 250.000 đồng một cân. Hài tiếp theo giới thiệu mọi người đó chính là hài vệ nữ. Đấy, hài vệ nữ. Mùa này hài vệ nữ thì đang hoa. Đấy, đang nụ hoa như vậy. Đấy, đây là cái chậu hài vừa rồi vừa về thì cho luôn vào chậu như vậy. Đây, hài vệ nữ đây. Hôm nay về rất là nhiều luôn. Vệ nữ thì hôm nay về thì hàng nó vẫn hơi ẩm ướt một chút. Nên là nếu mà các bác đặt hàng hôm nay thì chắc phải em phải để ngày mai mới đóng được. Vì nếu mà đóng ướt như vậy thì gửi đi cho các bác thì nó sẽ không đảm bảo. Nhất là các bác ở miền trong, ở xa. Vệ nữ thì mùa này đúng là đang mùa hoa luôn. Nên là đây nụ đang lên rất là nhiều. Nói thật thì cũng như thế này. Trong một lô thì cũng có cây thì nó khóm nó có hoa. Có khóm thì có một số khóm thì nó chưa có hoa. Nên là các bác cũng mong các bác cũng thông cảm ạ. Khi nhặt thì
các bác đây khi nhặt thì sẽ cân đối cho các bác để có những cây có nụ nhá. Đấy, hoa đang nụ rất là nhiều này, hai vệ nữ 120.000 đồng một cân. Loại này thì giá thành nó rẻ hơn một chút. Thì cái mặt bông thì đấy, vừa rồi em cho mọi người xem cái mặt bông rồi. 120.000 đồng một cân. Mặt hàng hài tiếp theo nhà em về rất là nhiều. Tiếp theo đó chính là hài mốc hồng này. Hài mốc hồng thì cái hoa của nó như một cái quả trứng gà. Đây là mặt cái mặt bông của hài mốc hồng ạ. Dạ đây là mặt bông của hài mốc hồng này. Đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Hôm nay thì về có những cái cây loại như sau. Những dòng cây lớn hơn thì em bán 3.000 đồng một cây. 3.000 đồng một cây. Còn cái loại nhỏ hơn một xíu thì em bán là 2.000 đồng một cây ạ. 2.000 đồng một cây nhé các bác nhé. Hài mốc hồng. Dòng này các bác cũng rất là thích luôn. Hàng mới về. Tiếp theo là hài dâu xanh ạ. 130.000 đồng một cân. Ở trong nhà em vẫn còn hài rô xanh. Về số lượng rất là nhiều các bác tha hồ đặt hàng nhé. Hài rô xanh. Hài tiếp theo đó chính là hài coxy ạ. Hài coxy 150.000 đồng một cân. 150.000 đồng một cân hài coxy ạ. Cái mặt bông của hài coxy em sẽ cho mọi người xem nhé. Đây, đây là mặt bông của hài coxy này. Hài henry này. Hài mốc hồng này. Hài rô xanh này. Đây ạ, rau xanh em cũng rất là nhiều nhé. Nên các bác tha hồ đặt hàng ạ. Hôm nay em về một chút hài gấm thôi. Chỗ này chắc có hai gần 2 cân thì cũng có một số bác đặt hàng trước rồi. Chỉ còn tầm khoảng 1 cân thôi. 250.000 một cân hài gấm ạ. Mặt hàng tiếp theo em xin giới thiệu mọi người đó chính là hoàng thảo kèn. Hoàng thảo kèn. Đây, hôm nay vừa về một lô hoàng thảo kèn rừng Lào nhé. Các bác nhé. Kèn thì bây giờ đang mùa hoa rồi. Qua mùa hoa rồi. Nên là cũng một số cây, còn lại đọng lại một số cây hoa như vậy này. Đấy. Hoàng thảo kèn. Mầm non thì bây giờ đang lên rất là nhiều luôn. Em bán là 130.000 đồng một nạng nhá, 130.000 đồng một nạng. Kèn rừng thì bao giờ cái giá thành nó sẽ đắt hơn so với cái hàng kèn thuần thôi. Nên các bác lưu ý giúp em này. Bây giờ mình về thì chơi hoa thì chắc là cũng hơi khó. Còn chủ yếu là mình về mình làm giống thôi nhá. 130.000 đồng một nạng kèn rừng Lào. Bây giờ thì qua mùa hoa rồi. Một số cây thì còn lại một vài sót lại một vài bông hoa. Và một số cây thì đã hết hoa rồi. Đấy, em nhập cả lô thì chắc chắn là nó sẽ đảm bảo hơn. Đấy, đảm bảo hơn. 130.000 đồng một lạng. Về rất là nhiều cho các bác. Mặt hàng tiếp theo em có hôm nay đó chính là hoàng thảo xoắn này. 300.000 đồng một cân hoàng thảo xoắn. Một số cây thì đang lên nụ như vậy này. Hoa hoàng thảo xoắn về đấy rất là đẹp. 300.000 đồng một cân. Hôm nay lại về thêm một lô long tu xuân mới nhá. 250.000 đồng một cân ạ. 250.000 đồng một cân. Về rất là nhiều luôn. Và tiếp theo đây là phi điệp vàng. Phi điệp vàng. Mùa này đang lên những cái mầm gốc rất là đẹp luôn. Hàng từ rừng về thì bây giờ dân họ đang bó buộc như vậy đây này. 150.000 đồng một cân phi điệp vàng. Tiếp theo em giới thiệu mọi người hôm nay về một lô này mà mặt hàng thì đang vừa rồi thì hàng về lúc nào cũng cháy hàng, đó chính là kiếm hồng hoàng. Kiếm hồng hoàng là một loại kiếm mà trên thị trường hiện tại người ta bán theo từng giá hành như vậy này. Đấy. Giá hành như vậy. Em bán đây là bán theo hàng cân. 150.000 đồng một cân kiếm hồng hoàng. Loại này thì hôm nay về 30 cân. Vừa rồi thì về thì các bác đặt hàng thì cháy hàng. Loại này toàn cháy hàng thôi. 130.000 đồng một cân này. Kiếm hồng hoàng. À 150.000 đồng một cân, em xin lỗi. Đọc xong lại quên mất. Một loại kiếm hôm nay lại về mới, đó chính là tương tư hồng ạ. Tương tư hồng. Hôm nay loại này khá là mới mẻ cho các bác này. Đấy. Nhìn lá nó nhỏ nhỏ như những cái lá của kiếm bạch ngọc thôi. Đấy. Loại này em bán là 150.000 đồng một cân. 150.000 đồng một cân ạ. Ở bên đây còn một chút long nhãn này. Hoàng thảo long nhãn 120.000 đồng một cân. Về cho tầm khoảng 4 cân. Dân họ đi lấy về này. Em còn một chút hàng phượng vĩ gãy ngọn này. Loại này thì giá thành khá là rẻ. Và được cái là nó mọc khá là dễ này. 50.000 đồng một cân phượng vĩ. Tiếp theo là hoàng thảo chuỗi ngọc 180.000 đồng một cân. 180.000 đồng một cân. Hoàng thảo điện biên đông
hay người ta gọi là hương rừng ạ. Thời điểm này thì đang lên mầm rất là nhiều này, 250.000 đồng một cân. Tiếp theo là long tu đá trắng ạ, long tu đá trắng 180.000 đồng một cân ạ, 180.000 đồng một cân. Hàng vừa về. Còn tiếp theo đây là kim điệp nhựa hay người ta gọi là kim điệp thơm này, đang nở hoa tung tóe này. À, em bán là 180.000 đồng một cân. 180.000 đồng một cân này. À, còn ít sơn thủy tiên làm giống này, 180.000 đồng một cân. 180.000 đồng một cân ạ. Đấy. À, ngọc thạch 3 màu 150.000 đồng một cân. Hôm nay Hải Yến Sóc Lào còn một ít em xả luôn này, 100.000 đồng một cân. Để ngày mai nhập lô mới, 100.000 đồng một cân Sóc Lào với cả Hải Yến này. Sàng sóc thì bây giờ nó cũng hơi héo mất nước một chút nhá. Các bác về phục hồi giúp em, ngâm qua B1 này, ngâm qua B1 để phục hồi nhá. Tại vì sóc Lào, hàng Lào về thì bao giờ nó cũng sẽ mất nước hơn so với cái hàng vùng hàng Tây Bắc của mình nhá. 100.000 đồng một cân sóc Lào và Hải Yến. Hôm nay em xả luôn hai cái lô này này, để ngày mai em nhập một lô mới này. Long tu đá tím còn một ít, 200.000 đồng một cân. 200.000 đồng một cân long tu đá tím này. À, hoàng phi hạc 150.000 đồng một cân. Phải nói là hoàng phi hạc vừa qua mùa hoa rồi nên cái mầm của nó lên rất là nhiều như vậy này. 150.000 đồng một cân. Còn một chút kiều vương làm giống thôi. Hàng làm giống thì nó hơi ít lá này. 200.000 đồng một cân. Các bạn yên tâm là kiều thì thuộc cái dòng là rất là dễ phát triển luôn, nên là cái dòng ít lá nhìn nó hơi xấu mã một chút thôi, rụng lá thôi, nhưng mà cái mắt hoa nó vẫn có rất là nhiều nên mình vẫn có thể chơi hoa như bình thường nhé. 200.000 đồng một cân này. Tiếp theo là kiếm lô hội 50.000 đồng một cân. 50.000 đồng một cân kiếm lô hội. Hàng rất là rẻ. Rẻ cực kỳ rẻ luôn. 50.000 đồng một cân kiếm lô hội. Kiếm tiên vũ ạ, 130.000 đồng một cân. 130.000 đồng một cân nhá. Kiếm tiên vũ ạ. Kiếm phong thủy đấy ạ. Hôm nay em có một cái chỗ huyết nhung này này. 150.000 cái chỗ này, khá là nhiều cành, huyết nhung mình đang nụ này. 150.000 cái chỗ này, chẳng biết là bao nhiêu cân. À chắc phải gần cân này. Chắc phải cân. 150.000 cái chỗ huyết nhung này. À, em còn một ít hoàng thảo thập hoa. Thập hoa toàn hàng dè thôi. 150.000 đồng một cân. 150.000 một cân. Đấy, còn ba dè thập hoa này. Còn đây là hoàng thảo kim thoa. 120.000 đồng một cân. Trên đây là toàn thể những mặt hàng trong ngày hôm nay nhà em có, thì khá là nhiều các bạn mặt hàng các bác muốn xem kỹ hơn thì các bác có thể tua lại video nhé. Vì nhiều mặt hàng thì em có thể nói cũng khá là nhanh nên mong các bác thông cảm giúp em ạ. Thì sau đây thì em xin phép là kết thúc clip tại đây và nhận đơn hàng của các bác. Số điện thoại liên hệ đặt hàng là 0393998895. Kiếm hồng hoàng không biết là đang lên mầm hay lên nụ đây. Đấy, hàng mới về rất là đẹp luôn. Hàng hôm nay thì phải nói là rất là xanh tươi mướt luôn nhé các bác nhé. Xin chúc các bác một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc.